Mến chào bà con, hôm nay mình đến với cái vườn anh Giúp là ở dưới Ô Môn, Cần Thơ. Sau quá trình làm bông, làm trái, giờ tới quá trình là tuyển trái và làm sao để chống mixer đen. Nhiều bà con có thắc mắc, anh Viễn quay sát cái trái giúp em. Là nhiều bà con có thắc mắc là làm trái như cỡ này đồ tuyển trái như thế nào và chống sơ đen vào giai đoạn nào. Thì hôm nay em giới thiệu với bà con, em cũng hướng dẫn cho bà con là làm thế nào để mình chống được sơ đen. Đây, chống sơ đen là từ lúc cái giai đoạn nó nhú cửa gà như vậy tới lúc nó sổ nhị xong hoàn toàn. Cái lúc này á, bà con á, lấy cho em là siêu giáp, siêu canxi bo dưới mix sơ đen, phun ướt đều trái. Rồi tiếp tục, lần đầu tiên lên video rồi mọi người. Phun ướt đều trái. Trong mixer đen á là nó có đầm hữu cơ, có hương tỏi, nó cũng giúp cho bà con là xua đuổi được côn trùng. Là thành siêu canxi bo là nó làm nó cứng cáp thành tế bào, đây nè, những cái thành tế bào như vậy nè, để nó chấm lại những con vi khuẩn xâm nhập vô. Còn siêu giáp á, nó giúp là làm sáng trái đẹp. Trong cái giai đoạn này á là bà con hạn chế, đây mix đang sổ nhị nè, bà con hạn chế giúp em là không phun sâu rầy nha. Sau rầy ở dạng nấm đây là nó cháy, làm nó cháy mất hết mấy cái nõn đây nè, là sau này trái mình nó bị nám. Nếu như không phun sâu rầy trong cái chống sơ đen, nó có hương tỏi không? Có hương tỏi rồi, nó sẽ phụ giúp mình nó xua đuổi được cái côn trùng. Nó cũng hạn chế chứ không có hoàn toàn. Giờ mình phun sơ đen thì mình phun vào đâu? Mình phun sơ đen với siêu giáp với canxi bo phun vào đâu? Phun vào lá không? Không, mình chỉ cần phun vào trái thôi, không cần phun vào lá đâu. Tính như cái lượng mà bà con tính lượng thuốc mà phun sơ đen không bao nhiêu hết đó. Chỉ có phun vào trái và lá. Nhớ là cộng canxi bo, siêu giáp với chống mix sơ đen. Giờ mình đi thêm mấy cây khác đây cho bà con xem. Đi theo chân của anh Quang nha bà con. Đó, hai mít không? Để ông anh Quang. Đấy. Thôi, trái đây chắc bỏ rồi. Này sao lấy sao dao ra bỏ. Nhìn bà con nhìn nè, gai nó không đều nè, thấy không? Bên đây là hầu xưa là nó thụ phấn không được hết nè, nó bị lép nè, hai trái đây nè nó cụm nhau nè. Đó, đó bà con nhìn gai nè, bên đây nó nở ra mà bên này nè, thấy không? Nó bị bọc vô nè. Đó, trái đây chắc sơ đen rồi. Trái này sơ đen đúng không? Sơ đen nè, đã. Con không cầm theo cái kéo. Không có cái kéo hả? À? Có theo cái con rệp sáp này, cái này rệp sáp. Đây rệp sáp này. Rệp sáp là do sao có rệp sáp đây vậy? Do là ở dưới đất á bà con kiến nó na lên, nó bám lên đây nè. Bà con nhớ trong cái giai đoạn này cũng quản lý rệp sáp đồ nha. Khi nó thụ phấn xong rồi nè. Đây cái bây giờ mình nói rõ hơn bà con cái giai đoạn sơ đen đi, bà con thấy. Đây. Đây này cái giai đoạn sơ đen này thấy không? Từ cái lúc mà hình thành đây để tách ra cho bà con coi thấy này. Đó. Như vậy nha, là lúc mà nó hình thành cửa gà như vậy cho lúc mà nó đã cửa sổ gà đây, cửa gà đây, đây đây. Đây đây này, cửa gà như vậy. Cho tới lúc mà nó sổ nhị xong dày như vậy. Là bà con bỏ luôn gì để... Bỏ luôn, nhưng mà ấy giờ đang nói chuyện cho bà con cái cách quản lý sau này. Là bà con nè, nhớ là quản lý từ cái giai đoạn này nha, từ lúc nhú cửa gà cho tới lúc nó sổ nhị xong. Chứ mà tới lúc trái mà như vậy đi, bà con xịt cũng đâu có tác dụng, xịt như vậy cũng đâu còn tác dụng gì nữa đâu. Xịt, chúng ta xịt là xịt từ giai đoạn này trở đi. Đây cái giai đoạn này nè, chúng ta thấy này, đây à, đúng không anh Quang? Đúng rồi. Giờ giải mình xịt cái gì nói cho bà con lại rõ này, là siêu giáp cộng với siêu canxi bo cộng với mixer đen. Đó, siêu giáp á dưa là làm sáng trái đẹp, có lượng kẽm á. Còn thành mixer đen á là có đồng hữu cơ mà dưới thành có nó có cái mùi hương tỏi á, nó giúp xô đuổi được côn trùng. Còn thành canxi bo á là nó làm cho cứng cáp thành tế bào, giúp tăng quá trình thụ phấn, giúp cho trái nó tròn nó đều. Nếu như bà con muốn mua sản phẩm này, bà con liên hệ ở đâu? Muốn mua giỏ hàng, bà con là liên hệ nhắn cái giỏ hàng bên dưới em đã gắn. Còn nếu trên đang hiện tại ở đang hiện tại kênh thì kết nối với em hướng dẫn cho bà con. Dạ, ở trên công ty cũng có cái hotline đúng không? Đúng rồi. Thì chúng ta tiếp tục đi tham quan cái vùng mít lúc làm bông nè, không trái ra quá trời.
cái điều kiện mà để cho làm bông thành công á thì chúng ta cần những cái điều kiện như thế nào? Mực nước này. Thứ nhất là khi mà nói cho bà con biết cái điều kiện mà trước khi mà cần làm bông á, là thứ nhất là cái mực nước mình phải đưa ra khỏi mương nước. Thứ hai là chấm cái gốc. Chấm gốc. Cỏ. Chấm gốc cỏ. Thứ ba là cái độ giá lá của mình. Nó phải đạt cái độ dày, xanh da. Chứ mà lá mà như đâu để coi kiếm cái lá mà non mơn mởn mởn đây. Nếu như mà trong trường hợp mà lá non nó như thế này thì giờ mình xử lý như sao? Đây, trong cái quá trình lá non như vậy nè là mình phủ bên ngoài thành thằng bông. Phủ thằng bông tôi gấp luôn, làm cho nó ủ nó già lá cho nhanh. Xong lúc mà bà con muốn ủ bông thành công á là bà con nhìn cái lá mà nó phải đây, nó phải xanh phải dày như vậy nè. Đó, đọt nó phải đứng. Lúc đó là bà con ủ mầm bông nó thành công. Chứ mà đang lá mà còn đọt mà còn đang đi á, bà con ủ á, lúc đấy là còn chưa có chắc ăn đâu nha bà con. Như những cái trái như thế này bây giờ là mình có phun chống sâu đen phải không? Trong cái giai đoạn này nè, trái ra thế này là giải thích cho bà con rõ. Đây, trong cái giai đoạn mà trái như thế này á, bây giờ mình có phun á thì nó cũng bị à. Bà con phun á là phun từ cái giai đoạn đây. Đúng rồi, giai đoạn này. Lúc nhú cửa gà. Quyết định quan trọng là giai đoạn này. Đúng rồi, quyết định quan trọng là lúc đang sổ nhị đây. Cái canxi bo á, mình xịt vào cái bo nó có tác dụng gì để nói cho bà con chúng ta nắm rõ luôn. Đây, canxi bo này ăn. Nói cho bà con biết canxi bo có tác dụng thứ nhất, cứng cáp thành tế bào, chắc cuốn, cứng cáp thành tế bào. Đây, những cái đây nè, những cái đường kẽ này nó cứng cáp rồi, làm cho nó cứng cáp những con mà nắm bệnh rồi nó không được xâm nhập vô đây. Thứ hai là nó tăng quá trình thụ phấn, làm cho trái mình nó đòn tròn và đều. Nó nuôi cái hạt phấn phải không? Đúng rồi, nuôi hạt phấn. Đây còn cái trái đây để không anh Quang? Thôi trái đây chắc cho đi Campuchia đi. Cho trái ra mà để gì nữa. Đó. Đây là hồi xưa nó thụ phấn không đều nè, trái thụ phấn không đều. Đôi vậy. Đôi. Mít đôi. Như vậy là bao là ok rồi đúng như không? Như vậy là bao là ok rồi. Trái này có sơ đen không? Cái này là chắc chắn là nhìn hồng rồi phải không? Không, trái này là hồng rồi nè. Bây giờ không có đem đi kéo, ra đem đi kéo test cho bà con thấy luôn biết chỗ nào mít sơ đen không, mít sơ đen. Rồi chúng ta tiếp tục nói về cái vấn đề sơ đen. Để anh Quang giải thích. Đó, cái khúc này đó, đúng không? Đúng rồi, đây nè. Ở đây thôi quan trọng nhất đây nè, quan trọng mà không phòng là sơ đen 100%. Đặc biệt là vào mùa mưa phải không? Mùa mưa. Nếu mùa thụ nó sổ nhị vào mùa mưa là nguy hiểm phải không? Nguy hiểm. Chết thật phấn hết, mùa mưa xuống chết thật phấn. Cái trái đây không có sơ đen mà nó méo, trái này không sơ đen, trái này gai còn sáng. Nhìn ra nó cũng sáng. Đây, trái gai sáng. Phần đây à. Rệp sáp nhiều nè. Vườn này rệp sáp nhiều không? Rệp sáp nhiều. Rệp sáp thì mình phòng ngừa khi mà nó sổ, nó trước khi nó sổ nhị là mình phun rệp sáp với kiến không? Đúng rồi, trước khi sổ nhị mình phun được. Chứ trong thời gian mà sổ nhị là không nên phun. Thời gian mà sổ nhị nó nóng là nó té hạt phấn là sau này thụ phấn nó nám hết trái. Chúng ta tiếp tục. Vậy là cái trái này bây giờ là nó đã thụ phấn xong rồi thì không cần phun sơ đen nữa đúng không? Trái này. Đúng rồi. Chứ bây giờ trái như vậy phun đâu còn tác dụng gì nữa đâu. Trái này cũng giống sơ đen. Sơ đen. Cái này là không cần. Nó lồi lõm. Lồi lõm. Nhìn này không đều, nhìn bên này này không? Nó chì chít bên này à. Trái này cũng bỏ luôn nè. Đâu có đường nào. Như trái này là bỏ này. Trái này xấu nó bỏ này. Xấu. Để trái trong này. Trái trong đẹp nè, trái đây đẹp nè. Nhưng mà cũng rệp sáp nhiều quá ha. Rệp sáp nhiều, vườn đây rệp sáp nhiều quá. Phải không? Tỷ lệ bông mít rồi ra nhiều chứ đâu có ít đâu. Đấy. Quá trời chứ. Đấy, sâu. Đây là bị sâu rồi. Bỏ luôn trái đây. Đây bị sâu. Ok, bây giờ mình kết thúc lại cái câu chuyện để mình nói về sơ đen chút xíu là mình kết thúc video đây Quang ạ. Rồi, ok. Bây giờ nói lại cho bà con một cái kết thúc câu chuyện là chống mít sơ đen. Cái video này em làm là làm sao để quản lý được mít sơ đen. Rồi.
Cái này cũng có sâu nữa rồi phải không? Sâu, sâu nè, đó, đấy, có nguyên sâu luôn nè. Sâu luôn rồi, cái này bỏ luôn cho rồi, với để tí nữa cầm cái kéo cắt. Kéo cắt. Không, bị ra đó đi, bị ra đi. Quanh nhúng ao luôn cho rồi, nó sâu nó chết. Đó, giờ anh chủ là anh bao hết lại nè, anh bao hết. Tại cái mùa này cũng mùa sâu. Vậy là giờ mình giờ đây. Xe đen đây. Rồi, bây giờ tóm tắt lại câu chuyện là bà con phòng mít xe đen là từ giai đoạn nhút cưa gà như vậy. Tới lúc nó sổ nhị, những cái hạt phấn này sổ nhị xong hoàn toàn, thụ phấn thành công. Đúng rồi, thụ phấn thành công. Là lúc đó bà con phòng, chứ mà để nó thụ phấn xong rồi bà con bữa phòng lúc đó hết tác dụng. Có nghĩa là mình phòng ngay từ cái lúc mà cái cựa gà. Đúng rồi, phòng từ lúc có cựa gà. Ok. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi, bye bye bà con.